Chúng tôi xin mượn lời bài hát Huyền thoại người con gái để giới thiệu đến quý vị người con gái Việt Nam đẹp nhất toàn cầu năm nay, Miss Vietnam Global 2009, Alex Trần. Mến chào Alex. Alex Trần xin kính chào tất cả quý vị và xin kính chào anh Dũng. Từ khi đăng quang tháng 7 năm 2009 đến nay, thì Alex có những cái dự định gì và đã có những toán tính gì cho tương lai chưa? Dạ, kính thưa quý vị và kính thưa anh Dũng, Alex rất vui được chia sẻ với quý vị và anh là tháng tới Alex sẽ ra trường đại học. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và trong đó vài tháng hè năm này là Alex sẽ làm việc chặt chẽ với ban tổ chức và tất cả thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam toàn cầu để có thể đem lại quý vị một chương trình và cuộc thi hoàn hảo cho năm 2010. Và cũng mong quý vị sẽ ủng hộ trung tâm MFC trong lần thứ 5 tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam toàn cầu Miss Vietnam Global trong vào tháng 8 năm nay. Kính thưa quý vị, ngoài sắc đẹp, Alex Trần còn có tài ăn nói thật là duyên dáng. Chúng tôi xin mời Alex giới thiệu tiết mục kế tiếp đi. Cảm ơn anh Dũng. Kính thưa quý vị, qua câu chuyện Ỷ Lan Phu Nhân, chúng ta đều thấy là phụ nữ Việt Nam từ trước tới giờ đều rất giỏi và có thể làm những điều lớn như điều hành đất nước. Phụ nữ Việt Nam thời đây thì đương nhiên cũng giỏi như thế, nhưng lại thẳng thắn hơn một chút. Muốn gì thì nói, và khi cô ấy yêu thì bày tỏ một cách rất là mạnh liệt. Thì mời quý vị thưởng thức bài hát Woman in Love qua giọng hát của nữ ca sĩ Phương Vi, một giọng hát có thể nói là nối tiếp cho thế hệ trước. Mời quý vị cho một tràng pháo tay cho nữ ca sĩ Phương Vi.